Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, những mẫu xe giảm 50% phí trước bạ trong tháng 6. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Trong lúc chờ đợi quyết định giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước có hiệu lực, nhiều hãng xe đã chủ động áp dụng ưu đãi phí đăng ký để thu hút khách hàng. Từ lúc có thông tin ô tô lắp ráp trong nước được xem xét giảm 50% lệ phí trước bạ, nhiều khách hàng mua xe có tâm lý chờ đợi khiến thị trường ít nhiều bị chững lại. Vì thế, các hãng xe đã tung ra loạt ưu đãi trong tháng 5 và tháng 6 để kích cầu. Trong đó, hình thức hỗ trợ chi phí đăng ký xuất hiện phổ biến. Ngoài VinFast tiến hành giảm 100% phí trước bạ cho hai dòng xe lắc, có nhiều mẫu xe khác đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ. Mức giảm tương đương 5-6% giá trị niêm yết. Danh sách đáng chú ý kể tên tới đó là Fortuner, Mitsubishi Outlander và Kia Solito. Toyota Fortuner từ đầu năm đến nay, mỗi tháng Toyota Việt Nam đều có ưu đãi cho mẫu SUV 7 chỗ Fortuner với hình thức hỗ trợ phí trước bạ. Hiện tại, khuyến mãi này đang được áp dụng cho bộ đôi Toyota Fortuner lắp ráp trong nước xe CKD, dùng động cơ diesel 2.4 lít, hai phiên bản tiêu chuẩn của dòng Fortuner tại Việt Nam. Theo đó, Toyota Fortuner 2.4 lít MT 4x2 và 2.4 lít AT 4x2 có giá đề xuất lần lượt là 1 tỷ 033 triệu và 1 tỷ 096 triệu. Như vậy, mức giảm cho phiên bản số sàn từ 52 đến 62 triệu đồng. Còn các model số tự động được ưu đãi từ 55 đến 66 triệu đồng tùy theo nơi đăng ký xe lăn bánh. Với chương trình ưu đãi tương tự trong tháng 5 năm 2020, Toyota đã bán ra được hơn 400 chiếc Fortuner 2.4 lít MT 4x2 và 2.4 lít AT 4x2. Tính từ đầu năm, đây cũng là hai model bán chạy nhất của dòng Toyota Fortuner với doanh số cộng dồn sau 5 tháng lần lượt là 521 xe với bản MT và 1.462 xe với bản AT. Trong số các đối thủ của Fortuner, có Ford Everest tỏ ra nhỉnh hơn mẫu xe nhập khẩu này, đang ưu đãi 50 triệu cho bản Trend và 75 triệu cho bản Ambient. Còn lại các mẫu SUV khác không được ưu đãi quá nhiều, chẳng hạn như Mitsubishi Pajero Sport và Nissan Terra. Hiện chỉ tặng phụ kiện đối với những xe sản xuất năm 2019. Các khuyến mãi dành cho Chevrolet Trailblazer và Isuzu Mux cũng không hấp dẫn như các tháng đầu năm. Ngoài mức giảm 50% phí trước bạ, khách hàng mua Mitsubishi Outlander 2.4 lít Premium hiện được hãng xe Nhật Bản tăng kèm bộ phụ kiện camera 360 độ, tổng giá trị của ưu đãi vào khoảng 70 triệu đồng. Phiên bản 2.4 lít Premium của Outlander vẫn mang thiết kế của đời xe 2019. Xe có giá đề xuất là 1,1 tỷ đồng và đang được bán giá ưu đãi với mức giá là 1 tỷ 048 triệu đồng. Trong khi đó, hai model Mitsubishi Outlander 2020 có mức giá là 828 tới 950 triệu đồng. Ra mắt đầu năm nay chỉ được tặng quà chứ không ưu đãi phí trước bạ như Outlander 2.4 lít Premium. Mặc dù các phiên bản đều có giá dưới 1 tỷ nhưng Mitsubishi không có quá nhiều ưu thế trong cuộc chiến tranh nhóm xe crossover 7 chỗ khi các đối thủ khác cũng đang được khuyến mãi vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Đơn cử Mazda CX-8 với mức giá là 1 tỷ 149 triệu tới 1 tỷ 399 triệu đồng được giảm từ 95 tới 150 triệu đồng vào giá bán và tăng kèm bộ phụ kiện 25 triệu đồng. Kia tiến hành xả kho mẫu Sorento đời 2019 khi giảm 50 đến 100 triệu đồng tùy theo phiên bản. Tính đến hết tháng 5 năm 2020, doanh số của Mitsubishi Outlander đạt 886 xe, thấp hơn cùng kỳ năm trước 53%. So sánh trong phân khúc mẫu xe gầm cao của Mitsubishi xếp sau ba cái tên đó là Honda CR-V với 3.493 xe, Hyundai Santa Fe 2.816 xe và Mazda CX-8 1.002 xe. Hiện tại Outlander đang là dòng xe duy nhất của Mitsubishi được sản xuất trong nước. Ở phân khúc hạng B, Kia Sorento vừa bị Honda City qua mặt trong tháng 5 vừa qua trên bảng xếp hạng doanh số. Lượng xe tiêu thụ của Sorento và City lần lượt là 387 xe và 495 chiếc.
Vì vậy, hãng xe Hàn Quốc đã đưa ra chương trình giảm giá tương ứng với 50% phí trước bạ cho 4 phiên bản Scirocco trong tháng 6, với giá niêm yết là 399 tới 499 triệu đồng. Ưu đãi khách hàng nhận được dao động từ 20 đến 30 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe Kia Scirocco AT Luxury giá 499 triệu đồng bản cao cấp nhất được khuyến mãi nhiều hơn tháng trước 10 đến 15 triệu đồng. Trong khi đó, model số sàn tiêu chuẩn giá 399 triệu đồng nay có giá thấp hơn vài mẫu xe hạng A như Honda Brio hay VinFast Fadil. Thực tế vẫn có vài đối thủ khác có mức giảm tương đương Scirocco, chẳng hạn như Nissan Sunny giảm 20 triệu đồng hay Mazda 2 khuyến mãi 30 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe sedan do Thaco lắp ráp và phân phối vốn đã có giá bán tốt nhất trong phân khúc, nay cộng thêm khuyến mãi lại càng có thêm lợi thế để thu hút khách hàng. Kết thúc tháng 5 năm 2020, doanh số cộng dồn của Kia Scirocco đạt 2.427 xe và đứng thứ 3 trong phân khúc, xếp sau Toyota Vios và cùng với đó là Hyundai Accent. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.